Nó lắp cho trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có lần học lớp 12, 11 á, là anh có để ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi, bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á, là mình thấy có gì nghe rét rét chạy vào kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hè gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, mời nhà trai. Em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu Logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vừa lên được 9 tháng. 9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ, em lên đây em ở với chú em. À, chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. À, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét á, thì em có một số ưu điểm như là ví dụ đẹp, đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì một ngày 24 tiếng em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. Và đôi khi thì cũng nóng tính, nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á, cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn, đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi, nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi quý. Dạ, khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông. Với lại sợ ma. Với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ, nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Không thấy điều còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi cho anh còn sợ chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi cho anh còn sợ chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp về thăm quê em, rồi lỡ chúng ta khuya khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó, lỡ khuya rồi em với bạn gái, em đưa bạn gái về nắm tay bạn gái rồi gặp con ma rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu. Phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma bỏ quá luôn. Bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ. Dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta quá à, tội nghiệp. Tại vì á, biết sao? Nó lâm vào trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có để ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi, bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á, là mình thấy có gì nghe rét rét chạy vào kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó, kiểu vậy đó. Dạ. Là cô giận mình luôn. Dạ. Cô không chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi, em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có. Không thuốc. Có. Uống rượu có không? Dạ có, uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Vậy được. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi quý. Dạ em có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên... Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia nay mấy tuổi của anh rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được rồi, chúng tới 7 tuổi nha. Được, tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi là mối tình dài nhất rồi đó. À, còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Ta học xong tới hết lớp 12 là học sư phạm. Dạ, là cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm là rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái?
em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa, và yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu là bé khỏe bé ngoan được không? Có yêu cầu là bé khỏe bé ngoan được không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm, mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi. Tại em thích hướng nội và truyền thống, tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn, chứ không có đầu xanh đầu đỏ, xăm mình lè lè cái này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ, em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để hỏi cô giáo, có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ, ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc, nhưng mà ba kêu em đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi, quá trời truyền thống à. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được. Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu. Rồi, đến qua xem nhà gái sao. À, chào em gái. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn rồi. Gì không thích nữa? Dạ, không biết là anh ấy uống rượu xong anh đó đi ngủ, hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ, khi mỗi mà... Mỗi lần mình xỉn đó là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, ghê không? Người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say, người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày á, để mình tiếp thu á. Rồi thì đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. Đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, thì nhậu là không có gì rồi ha. Dạ. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột nè đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Thì con thấy là anh trai chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. Con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng. Ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Long An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống. Cho nên là đến với chương trình, con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ, con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi rồi. Trời. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái. Tứ đại mỹ nhân. Từ từ từ, chị hai tới chị ba rồi chị Tư rồi tới chị Năm lên đây hết nha. Dạ. Để chú với chị Ngọc Lan lo. Được không? Dạ. Rồi được rồi. Rồi mở rào. Mở rào thôi.
mình con gái mà mình phải ngồi im. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ, đứng đây. Dạ, cảm ơn anh. Em trai đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đây, mình hãy lý giải. Tại sao mình lại tặng hai bó hoa? Lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên, bó hoa lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn. Đến tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một tờ thư. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là: Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. Anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích. Bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay, thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng, và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là khi chưa mà... nói lời sau cùng đâu. Ừ, đúng rồi. Cứ nói lời kế tiếp đi. Sau cùng của chương trình này là: sau những mối tình em thì hay bị lụy tình, sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng, thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em, thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi, còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học, em đang đi học cao học. Nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần buổi tối thứ bảy chủ nhật, hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nó trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau, hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó, cũng một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia. Thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới. Cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn, nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau. Vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó, không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi. Và sau này em lớn lên thì em cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Từ lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học thuật của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau mà tìm hiểu kỹ á, và cảm thấy là hợp thì khoảng 2 đến 3 năm. Hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn cũng được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ. Thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái. Anh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay. Tà áo của chị Lan nè. Hả? Lẹ lên, lẹ lên. Không có thời gian đâu. Nắm tay rồi, không có thời gian đâu. Đó là những giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi. Rồi hết. Tiến tới luôn. Những giọt mồ hôi tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay Quý. Đó, nhìn thẳng vào mặt bạn gái. Rồi mình nói lên cảm nhận. Từ nãy giờ mình nói chuyện, mình thấy cô gái đối diện như thế nào? Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm, giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông rồi, cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp.
Và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi, em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, ví dụ như là kết hôn. Rồi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn là tôi hết hồn luôn á. Anh bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, hơi ứng ứng nhẹ nhẹ đó. Làm chúng tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là Quý, gia đình của anh Tuyết đang xem chương trình. Anh xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn. Chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở đến đây lần thứ hai. Và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, thôi nội vui rồi, hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đó bạn trai. Xin giới thiệu, em là Ngũ Văn Quyền, năm nay 32 tuổi, quê quán gốc Thanh Chương, Nghệ An. Và đã vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống ổn định tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện nay thì đang làm nhân viên tư vấn và bán hàng bên bất động sản của Hưng Phát. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy. Em sinh năm 1990, em cao 1m57, em nặng 51kg. Em đang công tác cho đoàn thanh niên thị trấn Gia Rai của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Em có xin đoàn thanh niên lên đây để tiếp tục cái công việc học của mình, kết hợp luôn cái việc là em là một cái giáo viên dạy kèm. Những ưu điểm, những khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì em là một người rất là mộc mạc, em sống rất là chân chất, thành thật, khá tình cảm. Mà em thì sinh ra ở một cái gia đình em hơi bị thiếu tình cảm của một người ba. Vì ba mẹ em chia tay nhau từ lúc em mới có 1 tuổi. Bây giờ mình rất là cần một người tình cảm của một người đàn ông để bù đắp lại, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Em cũng thích tự lập, mạnh mẽ, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhà có tinh thần cầu tiến cao. Khuyết điểm của em không hát được. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, em có thể đọc được một đoạn thơ. Đâu đọc thử xem nào. Phụ tử tinh thấm công thầy nghề mẹ, nọ tiếng tắm chi nặng lời. Xin mẹ rầy bỏ quá khi đồng qua, chữ bánh khi bún sốt lòng tươi. Nên nâng giấc lấy người một khi đang còn ở trên trần dương thế. Vâng, xin hết. Em nói thì chị, em không thích thơ bạn ấy lấy từ một tác giả nào đó bạn ấy đọc, em muốn bạn ấy tự làm thơ cơ. Bên đây người ta yêu cầu khó lắm nha, mày muốn tự làm thơ đọc cho bạn gái nghe nha. Người ta không làm thơ được, người ta mượn một bài thơ tôi đọc, xem như đó là tinh thần của mình. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều. Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyền Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt, như vậy là bình thường lắm rồi. Bình thường lắm rồi, bình thường. Mình thì cũng chưa sáng tác được thơ đâu. Bố mình cũng có làm một vài bài, nhưng mà mình nhớ được câu nào thì mình xin phép mình đọc một đọc vài câu em, thôi. Đọc đi em, cho biết em, đọc đi. Rồi là cũng thơ của bố nữa, đâu phải thơ của mình. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em à. Đúng rồi, đúng. Vậy hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ? Anh thấy em cũng là một con người cứng rắn ấy.
và có cái tính lập trường cao đấy. Nhưng em ơi, từ miền Trung anh mang một cái ba lô vào đây để anh lập nghiệp, anh có một cái cơ ngơi, một cái cuộc sống tương đối ổn định như ngày hôm nay là anh phải tự lập hết đấy. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Đúng rồi. Có chính trị ở đây nữa hả? Cứ tin tưởng vào anh. Đâu phải là đọc thơ mới là bản lĩnh đâu, đúng không? Vâng, em vào miền Nam 10 năm. Em vào được 3 năm là em làm được nhà ở Biên Hòa. Và hiện tại thì em mới mua thêm một lô đất nữa rồi. Tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện. Xin giới thiệu về tình trường. Mối tình mới nhất đây thì quen biết rồi tìm hiểu thì chỉ được một tháng. Cũng có đăng ký kết hôn. Gia đình đôi bên cũng tổ chức đám cưới nhưng chỉ được có 6 ngày thôi. Ủa là đám cưới mới 6 ngày hả em? Vâng. Cái vụ này căng nha. Sau 6 ngày cái chuyện gì xảy ra? Hồi đó thời điểm đó gọi là bà ngoại lên thì bà nhớ con gái. Rồi bà khóc thì nói muốn xin về nhà chơi một chút. Thấy vui vui rồi là bàn với em ở ngày hôm sau chơi luôn. Thì em thấy vui thì em ở thôi. Nhưng mà ở ngày hôm sau tự nhiên sáng thấy bần đồ cũng được, cũng bảnh lắm. Thế tự nhiên nó gọi cho một bà chị ở làm gì bên công an. Tới đó là hai chị em rủ nhau đi chơi. Đó là lấy uy tín của bà chị nói với em rằng là vợ em nó đi chơi nhé. À có rồi. Nghĩa là giống như vợ không có nói hỏi ý kiến em trước mà đưa em vô cái thế. Chẳng lẽ nói mà không nói nên là giận là dạ, chia tay. Ý của em là muốn đi chơi ở đâu cũng được, mấy ngày cũng được. Nhưng mà phải nói cho em biết trước chút để em biết là đi đâu em còn kiếm. Em cảm nhận như thế nào về một người đã từng ly hôn? Đối với em thì một người ly hôn cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là cái cách sống của người đó đúng đắn, đàng hoàng. Biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được một mối tình. Em quen anh đó từ Facebook của bạn học của em. Có một lần em đi phỏng vấn việc, có một cái từ đó là từ training. Thì em mới nhắn tin em hỏi cái người bạn trai đó. Người bạn trai đó để 7-8 bữa gì đó, xong cái em giận người bạn trai đó. Xong trong thời gian em giận, người bạn trai đó đem số em cho bạn của anh ta ở rất là xa. Bạn anh ta nhắn cho em là cha mẹ, anh em, bạn bè là như tay với chân, còn vợ thì như áo mặc thay ra, không lấy cô này thì lấy cô khác. Và từ cái câu đó mà em rất là ghét cái người đó. Có những cái chuyện nó bí mật, bữa nay bật mí chút cho biết thôi. Dạ. Còn tất cả mọi điều nó là quá khứ. Bạn thích người yêu thế nào? Em thích một cái người cao từ khoảng 1m73 đến 1m75, là người cao thượng, tri thư đạt lý, trung thủy, trung tình, biết võ công, thích làm rẫy. Trời ơi. Trời ơi, đâu ra người đó em? Biết võ công, ta đâu có đi làm rẫy. Cái mẫu hình mẫu người chung lý tưởng quen đi. Dương quá, hay là Cao Trùng Dương? Cũng hơi căng ha. Đến con bên đây giống... Dương quá có phải yêu cô không em? Dương quá của cô. Và bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy dễ nhìn là được à? Anh ơi, em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Suy nghĩ kỹ nha, chứ đừng có 7 ngày là ly dị nha. Cái đó là không may một chút xíu thôi. Bởi vì quen quá vội vàng, có 1 tháng cưới nhau. Đúng rồi, phải tìm hiểu cho kỹ. Rất nhiều. Bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị Hòa. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thúy là em đã từng gọi là cô. Em trai này nói chuyện thì thấy là hai em là có một cái chung là rất là hay phân tích lý lẽ. Với lại Thúy nói là cần một người đàn ông biết võ và làm rẫy. Thật ra là biết võ ở đây là biết che chở lúc mà người phụ nữ cần. Biết làm rẫy ở đây có nghĩa là lúc mà khó khăn cực cùng thì là vương khổ, có nghĩa là biết chịu khổ. Dạ. Thật ra là cái câu nói của nó rất là thâm thúy luôn. Không nhờ cô dịch mới ra chữ thọ chữ làm rẫy võ này đó. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cô, với chú, với các bạn đó. Tôi chào cô ạ. Xin chào ông Tư Quyền Linh và bà Mai Cát Tường và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay. Tôi là cô của Quyền. Tôi thấy bạn gái rất là cũng dễ thương. Tôi nghĩ là bạn là người cũng có trí tuệ. Nếu mà lo cuộc sống gia đình thì bạn đủ bản lĩnh. Thì tôi nghĩ cuộc sống thì không ai là chu toàn hết, thì hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Cảm dạ. ơn cô. Nhưng mà cô chú cho Tường hỏi một câu thôi là về cái chuyện mà ly hôn là mình đã có giấy ly dị rồi xong xuôi hết chưa cô? Vâng, thì do gia đình tác động là phải như thế này, phải như thế kia. Thì cộng thêm cái thời điểm mà buồn về công việc, nó công ty công việc làm ăn đi xuống á. Tính là an phận để lấy vợ rồi ở quê luôn. Dạ. Nhưng mà không ngờ là qua quá trình vừa tìm hiểu ngắn ngủi để ở với nhau một thời gian rất là ngắn như vậy thì đã phát hiện ra là không có hợp nhau. Còn dạ. bản chất của Quyền thì cũng rất là tốt. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ thì hãy mở cửa hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để trò chuyện. Mở rào.
cảm ơn anh. Dạ, em có cái này do em tự làm. Em rất là nhiều tài lẻ em tặng anh. Nó là một cái túi để anh bỏ điện thoại. Anh thì cũng là một con người hơi thẳng tính, nhưng mà nó thật thà lắm em ạ. Anh cũng là một con người hay về đồng cảm, sống nội tâm lắm. Em, cái quạt này là gì? Em học võ, em chuẩn bị cái bài múa quạt. Múa đi cho nó lạ, nè múa đi cưng. Trời ơi, tôi coi chưa có đã gì tôi mới có rẹt rẹt cái hết rồi. Thôi hát đi em. Em xin hát một câu trong cái bài cải lương Bánh Bông Lan. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi nó thì thà, nên nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan, thì để tôi gói cho anh vài chục cái, anh đem theo về xứ để anh dùng. Hết chưa em? Hết rồi, dạ, hết rồi. Trời ơi. Nếu mà được tình duyên hai anh em mình đến, anh hứa với em anh sẽ sắm một cái dàn karaoke trên 30 triệu. Ghê, ghê. Uy tín tôi chương trình. Nhưng mà anh ơi, em nói thiệt luôn, nếu giọng Nghệ An, giọng của Bác Hồ thì em có thể thấy dễ nghe, nhưng giọng của anh hơi khó nghe. Anh nói được giọng Nam Bộ. Có nói được chút xíu. Anh thử nói một câu Nam Bộ được không ạ? Giọng ta hay mà, mắc gì đâu bắt người ta đổi giọng. Nhưng mà anh về anh nói với má em mà anh nói cái giọng Nghệ An, cái xong má em cứ hả, mày nói chi? Má em Quảng Nam nữa. Bây giờ mình không có bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta khó làm được nữa. Bây giờ nói chuyện tình yêu đi ha. Em cũng chia sẻ luôn là em ăn chay trường. Bạn trai thích ăn gì em không quan tâm, nhưng mà em chỉ quan tâm một cái là anh có ăn thịt chó không? Không em. 8 năm nay không ăn. Vậy là hồi trước có ăn. Vậy là trước có ăn. Hồi trước nhỏ mình không có biết. Lỡ như mà anh lấy với em bè, lỡ mà em mắc bệnh gì đó em không sanh được thì anh tính làm sao? Câu này chắc đang thử anh một chút xíu quá. Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, anh rất thích điều đó. Và có những cái chiều sâu anh sẽ cố gắng hiểu. Mong em hãy cho anh một cái cơ hội. Dạ. Để được làm một người học võ và lâm vườn tốt. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ về tương lai của mình. Quyết định là của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời em. Nào, bấm tay nhau đi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quỳnh Linh, chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. Mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. Làm ở phòng khám là em ngậm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương, làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm hả?
Ai Phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ như là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm phí của trời, có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa. Làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái, nhiều có mấy mối tình rồi? Dạ, 2 mối tình ạ. Nhát gái cũng được 2 mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, cũng hơn 1 năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ? À. Chứ thực tế bên ngoài thì... coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó rung động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử rồi. Xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên đây tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Trời ơi, em quen đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ, em giống như là có cái không biết sao á, mà em quen ai 3 người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái huyền, bà nói có cái huyền nữa hả? 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn á hả? Vâng ạ. Dạ. Bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? À em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em là vẻ đẹp nó phải tát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc, cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính á. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy người ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà gán ghét cho một anh hàng xóm. Mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bà muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai uống được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Thế chào chú. Con cũng hơi không tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây hiền lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó.
Lần thứ ba. Tiếng về bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần thứ hai em nói sửa. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài nên em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Thí dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Và em không đồng ý. À, nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À, mình có đội tóc rạ không được? Trời ơi, chừng nào đám cưới được em? Dạ, em thì lúc nào cũng được, mà chắc sang năm được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau gì? Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe, cô được, cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường, dạ, cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây, trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là dụ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình đó thấy hợp lý chưa? Dạ, nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn cô. Hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột. Em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường. Chào bạn nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi, không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chưa có. Ngát mà, không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là bắp đăng bơ, một đứa là coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À, vậy cũng được. Đúng đặt trà sữa hả? Như vậy nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cầm vô mới cái là em có hay vào thành phố không? Em ở khúc nào nhỉ? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thấy cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần cuối tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở. Thế cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh. Còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À. Có rung gì chưa? À. Có rung em thấy cũng được hơi rung rung.
Mới vô cái hỏi đẻ con, đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có ạ. Em nghĩ. À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không. À... Không có vé đâu xem phim. Ờ, có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Ô, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì anh cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt lắm hả em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày xưa có một chuyện tình. Ý nghĩa là do cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Vậy hả? Nào ta cũng bấm 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 bấm. Ta cũng yêu 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 yêu. Ta cũng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè, ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho run đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi, cổ em thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện rồi này kia không à. Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm thêm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha, chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? À, thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm bắp răng bơ. Đây là những phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên.